Vì sao lão tử nói lời hay thì không thật, lời thật thì không hay? Chuyện cũ kể rằng quan đại phu nước Tề là Châu Ký rất khôi ngô tuấn tú. Qua việc ba bà vợ đều khen ông đẹp trai hơn Từ Công, ông hiểu là người đời thường xô nịnh nên tâu với Tề Uy Vương tìm biện pháp lắng nghe trực tiếp ý kiến của thần dân. Tề Uy Vương ra lệnh: ai vạch chỉ ra lỗi lầm của nhà vua trước mặt triều đình thì được thưởng loại 1, ai dâng biểu hạch tội nhà vua được thưởng loại 2, ai có lời chỉ trích nhà vua được thưởng loại 3. Lệnh vua vừa ban ra, dân chúng kéo đến cổng thành đông như họp chợ. Tề Uy Vương mới bừng tỉnh, biết mình trước đây toàn nghe theo lời của bọn nịnh thần nham hiểm. Thế mới thấy lời nói hoa mỹ xu nịnh có tính nguy hại đến nhường nào. Ngay đến cả lão tử còn được coi là bậc thánh giả, là đức khai tổ của đạo giáo, cũng bị những lời nói màu mè làm mờ mắt, bị mắc lừa. Vậy lão tử đã bị người đời đánh lừa như thế nào? Hôm nay xin mời quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ hãy cùng Minh Đức đi tìm lời giải đáp. Lão tử bị lừa. Một trong những lời dạy nổi tiếng của lão tử đề cập đến là lời hay thì không thật, lời thật thì không hay. Tương truyền rằng lời dạy này xuất phát từ câu chuyện sau đây. Quê nhà của lão tử là nơi nổi tiếng với hoa mẫu đơn. Một ngày có người vào làng bán cây mẫu đơn, nhưng thực chất đó là gốc cây củ gai trông giống hệt như gốc mẫu đơn được bày trên tấm vải đỏ. Người bán hàng dùng những ngôn từ dễ nghe để chào mời khách mua. Một đóa mẫu đơn tỏa ánh hồng, màu sắc rọi người khắp nhà thơm, đóa hoa lớn cỡ cái thau chậu, diễm lệ vô cùng, vua loài hoa. Lão tử nghe ông ta nói hay nói ngọt như vậy, vô cùng mừng rỡ bèn mua một cây. Sau khi về nhà, ông cẩn thận vun trồng ở trong sân. Không lâu sau, gốc cây đó đã nảy mầm, mọc ra những lá non. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hoa đâu. Thân cây dần dần lộ ra nguyên hình cây củ gai. Mùa xuân năm sau, lại có một người bán gốc mẫu đơn vào làng. Vì đã mắc lừa lần trước, lần này, lão tử cẩn thận hỏi người bán rằng: thứ ông bán có phải là mẫu đơn không? Người đó không nói nhiều, trước tiên nhìn lão tử một cái, tiếp đó không đếm xỉa tới, nói năng thô lỗ rằng: chỉ có một đống này, ông muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Lão tử cảm thấy người này thật kỳ lạ. Sao ông ta lại không khen hàng của mình nhỉ? Cuối cùng, lão tử vẫn mua một cây, về nhà ươm trồng ở trong sân vườn. 10 ngày sau, trên mặt đất đã trồi lên mầm non. Không lâu sau, cây mẫu đơn đó lại nở ra 10 bông hoa vừa to vừa đẹp, khiến hàng xóm láng giềng đều đến ngắm nhìn thưởng thức. Lão tử mừng rỡ, bèn kể lại câu chuyện hai lần mua gốc mẫu đơn. Về sau, khi viết cuốn Đạo Đức Kinh, ông đặc biệt đem lời hay thì không thật, lời thật thì không hay viết vào trong kinh sách. Ý chính là lời nói thật thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không chân thật. Lời dạy của lão tử cho đến ngày nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Trong cuộc sống, những gì chân thật lại thường không màu mè. Những người đáng tin cũng thường nói lời thẳng thắn bộc trực. Thuộc đắng dã thật, sự thật mất lòng. Nếu như lúc nào bạn cũng muốn nghe được lời khen nịnh, hoa mỹ, ngọt ngào thì quả là không ổn. Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng những lời này sẽ khiến bạn không phân biệt được thật giả, tốt xấu. Rất nhiều khó khăn sẽ ập đến từ đó. Ngoài ra, lão tử cũng dạy người ta làm người minh trí thì phải biết đến tam thủ sau đây. 1. Thủ ngu. Quân tử thịnh đức, dung mạo như ngu. Ý tứ là người quân tử có đức hạnh đủ lớn nhưng dung mạo như kẻ ngu si đần độn. Triết học của lão tử là triết học coi trọng sự khiêm tốn với chủ trương hòa quang đồng trần, ánh hào quang lẫn với thế tục. Người thực sự thông minh là người không để người khác thấy được tài năng xuất chúng của mình một cách dễ dàng mà là ẩn giấu nó bên trong. Trong tác phẩm Sử Ký có ghi: tuổi trẻ của Khổng Tử đi bái kiến lão tử. Lão tử đã nói một câu kinh điển nổi tiếng: lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu. Ý rằng bậc cao nhân thì không khoa trương về bản sự của mình, cũng như một thương nhân giỏi có đầu óc thanh tịnh thì luôn biết cất giữ hàng hóa của mình, không cho đạo tặc bên ngoài biết. Khoa trương bản thân
cũng như khoe khoang hàng hóa của mình sẽ chỉ dẫn đến sự chú ý của người khác, tự rước họa vào thân. Một người quân tử có đầy đủ phẩm hạnh sẽ luôn hiểu được đạo lý, biết ẩn giấu bản sự của mình vào trong. Còn bề ngoài thì lại khiến cho người khác giống như một người ngốc nghếch khờ khạo. Nguyên nhân bởi người thông minh thường dễ nhận sự đố kỵ, công kích từ người khác. Lão Tử còn nói với Khổng Tử rằng, một người phải bỏ được tính khí kiêu ngạo và tâm dục vọng thì mới có thể trở thành thánh nhân. Đây cũng chính là tư tưởng đại trí nhược ngu. Người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. 2. Thủ tĩnh. Lão Tử nói, thục năng trọc dĩ chừng, tĩnh chi tử thành. Ý nghĩa là, ai có thể làm nước đục trong trở lại, ngoài cách tĩnh lại từ từ. Như vậy, mỗi khi đối diện với đại sự, ắt phải có tĩnh khí. Một ly nước dơ bẩn, chỉ có lắng đọng lại từ từ mới có thể khiến nó dần trong trở lại. Tâm người cũng lại như vậy. Khi tâm người không thể tĩnh lại mà quan sát mọi việc, thì sẽ chẳng thể nhìn thấu được vạn sự thế nhân. Trong cuốn Đạo Đức Kinh có viết, tĩnh vi táo quân, nghĩa là tĩnh chính, là chủ thể, chỉ huy sự vận động. Tĩnh có thể khắc phục tính khí nóng nảy, manh động của con người, giúp con người dần dần hồi phục được lý trí của mình. Một người có tính khí trầm tĩnh và một người có tính khí ồn ào ở với nhau, ắt người có tĩnh khí sẽ luôn chiếm ưu thế thượng phong. Thời cổ đại, trên mũ của hoàng thượng luôn có một chuỗi rèm ngọc đằng trước. Mục đích của nó cũng chính là thông qua bức rèm ngọc nhỏ này giúp hoàng thượng có được tĩnh khí, không hành xử vội vàng. Tăng Quốc Phiên từng nói, tâm tĩnh tắc thể sát sinh, khắc trị diệt tình lực. Ý ở đây có nghĩa là chỉ có người có tâm tĩnh mới có thể suy xét kỹ càng vấn đề, phát hiện vấn đề và xử lý những vấn đề tinh vi. Làm được như vậy có thể giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa thời gian và sức lực. 3. Thủ nhu. Làm người cần phải thủ nhu, bởi vì mềm mỏng thắng cương cường. Tương truyền khi mừng thọ Lão Tử 80 tuổi, có rất nhiều người đến chúc mừng. Mọi người đều hồ hởi hỏi bí quyết trường sinh của ông. Lão Tử không nói lời nào, chỉ mở to miệng cho mọi người xem. Mọi người thấy vậy đều không hiểu hàm ý làm sao. Lão Tử mới giải thích, răng cứng nhưng nay đã chẳng còn, mềm mỏng như lưỡi lại còn như nguyên. Đây chính là đạo lý mềm mỏng thắng cương cường. Lão Tử ca ngợi và yêu quý nước, phụ nữ và trẻ em chính là vì ông nhìn thấy được sức mạnh của sự mềm mỏng. Mềm mỏng chính là đại trí huệ của sinh mệnh, cũng như một cái cây khô thì rất dễ bị gió làm cho gãy. Tuy nhiên, cây còn sống, biết thuận theo chiều gió mà lay chuyển thì lại chẳng hề gì. Đạo lý làm người và cây cũng lại như thế. Những thứ có sinh mệnh thì đều mang một thân thể mềm, chết rồi thì liền biến thành cứng. Nước chảy đá mòn, nước kia tuy mềm nhưng xuyên thủng được đá. Vậy nên mềm mỏng chính là đại sức mạnh. Trên đời này không có thứ gì có thể mềm hơn nước và lại có thể mạnh hơn nước. Nước có thể khắc chế được những thứ cứng rắn nhất trên đời. Bình vô thường hình, thủy vô thường thế. Vì những thứ mềm mỏng có thể dễ dàng uyển chuyển biến hóa, cho nên có thể thích ứng với vạn sự. Còn thứ cứng rắn lại khó có thể biến hóa. Đây cũng là điều trong binh pháp Tôn Tử, vô hình thắng hữu hình. Cho nên nhất thiết không được xem thường nhu, bởi vì có những việc cứng lại gặp cứng thì không phải là biện pháp tốt. Phương thức lấy nhu thắng cương thường mang lại hiệu quả hơn. Cuộc sống vốn dĩ rất giản đơn, bậc cao nhân có trí tuệ thì đều biết chọn cho mình một cuộc sống trí huệ đơn giản nhất. Quý vị vừa nghe xong những lời răn dạy vô cùng sâu sắc và bác đại tinh thâm của Lão Tử. Tu dưỡng thân tâm, buông bỏ dục vọng, theo Lão Tử chính là cách để đạt đến cảnh giới cao trong đại đạo. Muốn trường sinh bất lão, khỏe mạnh, an vui thì phải biết vô vi. Vô vi không phải là phó mặc, không hành động, mà là thuận theo đạo, theo tự nhiên. Vậy quý vị cảm nhận như thế nào về những lời dạy trên thì hãy để lại bình luận phía dưới để Minh Đức và mọi người được biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.